tiền rồi. Nghỉ cho em. Anh em vay thêm 500 triệu. Được thua 6 giờ tối em gửi anh. Được. Anh cho chú vay. Nhưng phải chuẩn đấy. Năm mươi triệu. Em thả 50 triệu. Đi tất bạn này. Điện thoại kìa. Điện thoại kìa. Ok. Anh chơi với chú phát này. Cho chú gỡ. Anh cân 300k. Từ từ đã. Má cái này. Em đẹp lắm. Anh cho vay, cho em vay thêm đi. Không được ạ, chưa thế thôi. Mà cũng sắp 6 giờ rồi. Em về lấy thêm tiền đi, chưa tiếp. Đây, 6 giờ chưa? Em biết thế làm rồi đấy. Bạn ạ, dạo này tôi thấy ông Dương chơi bời cờ bạc suốt. Nó vay tiền linh tinh chỗ anh em của tôi. Bạn xem nào chứ như này mất mặt bạn ạ. Được. Tôi là dạ nhiều việc không để ý. Mà cũng lâu lắm rồi không thể lo đến đây. Anh. Ô thằng này, vừa nhắc mày xong, linh thiêng thật đấy. Dạo này thế nào em? Em vẫn bình thường, em đang có việc, muốn được anh đây. Việc gì chúng nói anh thế nào? Em đang cần tiền, anh cho vay 500 triệu. Thế? Mày lại mượn cờ bạc chứ cái gì? Anh dạo này anh làm gì có tiền đâu. Vừa lo việc cho bọn thằng xèn kia xong, đau hết cả đầu đây này. Đau đầu thì đối với anh 500 thì đáng gì? Anh vứt cả tỷ ra với những việc chính đáng. Còn những việc vớ vẩn, 500 đối với anh là quá to. Tình cảm bao nay anh như thế nào? Hoặc có tin tiền, anh lại nói rộng ra như thế. Tình cảm anh em anh vẫn còn, nhưng tiền cả bạc thì không có đâu. Được, anh đã nói thế, từ bây giờ tôi mà anh coi như không quen. Mẹ mày dám nói với tao thế à? Vậy mày đi đâu thì đi đi. Em thấy thằng Dương đang ở đoạn siêu thị. Anh cho mấy anh cứu ra luôn không nó trốn. Ok em ơi. Mấy thằng chúng mày ra siêu thị chỗ Quyết. Bắt thằng Dương lại. Đánh cho nó một trận, mang về đây cho tao. Ah!
Ai? Còn Dương đây. Dương ơi, bảo cửa lại càng nhanh rồi. Mày ra thế nào? Mày làm sao? Anh à, chúng nó vừa đánh đuổi em. Mày lại chúng nó bao tiền? Anh ơi, em đánh bài cho anh Giang, anh Phương nợ cho ông Giang 500 triệu. Ta sẽ ai tiền này? Là thằng này nó lấy hàng của anh, tiền của anh, các em đâu dám nhận ạ? Tiền của anh thế thôi, lợ là phải trả, tao cho mày 3 phút gọi ông Giang đi. Còn mà này anh em vào thì đứng hết đây. Alo, anh à, anh qua nhà nghỉ 79 ngay, tôi giúp anh nhá. Anh ạ, à, anh ạ, à, anh ạ. À. Đây là tiền của em tôi là anh. Thế còn việc em của anh đánh em tôi thì anh tính sao? Là do nó sai, vay tiền ông giả là có định bỏ trốn. Tôi nói cho anh biết này, ở cái xã hội này á, nếu có chuyện đúng sai chỉ có kẻ yếu mới mạnh thế thôi. Còn bọn này đánh em tao thì tao đánh chúng mày. Ba gỡ. Đây là Quyết, còn Quyết, Dương kia Linh kia quay cảnh này. Điện thoại mà, điện thoại kiểu là anh ta biết đi vào. Đứng ở đây quay lại, quay cảnh. Để anh nói mấy câu xong bắt đầu quay cảnh cả anh em. 2 phút. Mấy em đi từ từ, đi từ từ. Mắt ham mồ vào. Chú đã xong đâu mà nó lóa đầu. Anh đang nghe máy đâu? Cười. Mày đánh cười. Không chưa các em ơi. Đánh thật. Thôi mà thôi, mọi mái thôi đi nữa. Mày ngu rồi đang lên mày như thế này chả bà ra ấy. Mày đã quay người ta thôi chả bà. Đừng cười. Người ta đang đá như này. Đừng cười nha. Đừng cười nha. Mà sợ luôn không cười nhá. Số xe là bắt đầu đuổi đánh à? Bắt đầu quay và quay đúc đánh này. Cái háng à. Action. Dương gọi điện nữa. Dương gọi điện alo khá đấy. Ok. Alo anh à. Thế thôi, có mỗi này thôi anh ạ. Trầm cảm cơ, khuôn mặt trầm cảm. Mặt sợ sệt các thứ vào. Sao chưa? Anh à, em đang bị chú đánh. Anh à, cứu em mới. Đấy. Đấy. Thế chúc con ok. Dương giản và anh ơi, anh kia với em đang em có đánh em hỏi chỗ này chỗ này kia thì sao anh đến ngay. Còn đoạn bên dưới nữa. Anh à, em đang bị chúng nó đánh. Xong lại có đoạn à. Em đang trong nhà nghỉ 79. Bọn nó đang quay ở bên ngoài. Đấy. Anh đến ngay. Anh đến ngay không? Đấy là việc của đấy là anh quay về sau cảnh sau. Em đang ở trong nhà nghỉ 79 nhà mình. Em đang bị chúng nó đánh. Nhà nghỉ 79 nhà mình. Em. Lời thoại đâu nhỉ? Nói làm cho vua rồi. Vua rồi. Anh à, em đang bị chúng nó đánh. Em đang à? Em đang trong nhà nghỉ 79. Bọn nó đang quay ở bên ngoài. Bây giờ quay như nào bạn ạ? Bây giờ ông mở cửa xa, ông lên bình thường. Đi như mình sẽ lại như bình thường, đột nhiên lấy vậy. Đi lên chỗ này, chỉ chờ sẵn. Ông lên trước đúng không? Đấy, xong rồi thì chỉ quay cảnh đến đấy. Tôi lấy biết ông xong cái đấy, ông ra nói chuyện thôi. Thôi, cách phải rồi. Thế là bọn đội quyền. Đang vụ vỗ. Quyết, anh rồi, anh rồi.
Để em xin đi hậu trường nha. Diễn viên này diễn viên chạy bụng ra đi đâu. Mang thêm một dàn hot girl nữa nè. Trước khi đập cửa anh em quay đây cười bác ạ. Tiền của em anh, giá anh đây. Cả gì đâu. Tôi cứ lấy cảnh như thế đã. Cứ diễn ra cả, cứ lỗi cho, cứ coi như tập đi. Tập đi. Đây, giờ thì anh. Anh cầm lấy. Đưa cho em. Này không đưa cho Quyết. Anh cầm lấy cho anh đưa lại cho tôi. Anh cầm không nhờ. Anh có cầm mà. Anh giảng với anh. Nhảy lên rồi. Anh đang cầm lên. Đây. Gì đây? Học trường. Quay lại. Ai? Thôi, lại đúng 6 giờ nhá. Không phải biết thế nào rồi đấy. Ok. Lại đi, lại luôn. 1, 2, 3, máy chạy. Em đang làm thế, em đang công việc, muốn đưa anh đây. Việc gì chủ đồ anh sẽ làm. Em đang cần tiền, anh cho vay 500 triệu. Lại á. Cứ tiến sau nhớ gọi điện sau tới gì không? Sau đấy là cái lại, việc lại, như vậy. Nhớ sau lúc đấy gìn duyên luôn được không? Cái câu sau, cái câu mà đó hết đầu đấy thì sẽ là cái câu mà tiền bạc cứ xong như thế thì đã cứ xong xong rồi xong cắt nó bắt đầu quay thẳng vào Dương lớn chung à tiếp tiếp quay một câu một thôi cứ quay một câu một thôi đi tiếp tiếp quay câu một thôi đi anh xong đi chắc anh được anh đã nói thế thì đừng quay lờ thì còn thì đội kia chỉ cần là xếp điều đi một hàng dài dài chậm chậm sau thôi nhớ nhớ nếu nhớ mà quay nhớ tách tách một tí dài chạy đi. Cái đi anh. Đây. Đây. Lôi 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 sạch sạch mà. Lôi đi. Lôi vào nhà nghỉ.